Cô Long xin chào cô chú. Hôm nay là ngày 29 tháng 12 2018. Hôm nay thì con xin giới thiệu cô chú một số giò ngọc điểm rừng chơi Tết cô chú. Cây bên con thì đều đang có bờ hoa rồi, đang nhú ra. Và cây này là mặt hoa ngọc điểm rừng cô chú, màu trắng đốm tím. Hoa này nó sắp tàn rồi nên nó không được đẹp lắm. Có hương thơm, rất là thơm luôn. Đây cho rừng nha cô chú. Mặt hoa trắng đốm tím rất là đẹp. Và sau đây con sẽ giới thiệu một số hình cây của nó. Giờ mã số 1 của chú, 4 cây. Giờ đang có 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Một cây là 4 vòi. Cây tiếp theo bao nhiêu vòi đây? Đang có 1, 2. Cây tiếp theo là 3 vòi. Một cây 4 vòi, một cây 3 vòi. Cây này là nó đang có 3 vòi nè. 3 vòi. Đây đây có 3 vòi. Và cái giò này nó có khoảng cỡ 10-12 vòi hoa. 4 cây. Giá của nó là 1.600.000 ngọc điểm rừng. 4 cây lớn nhỏ nha cô chú. Mã số 1. 1.600.000. Bản lá rất là to, rất là đẹp luôn. À, rất là đẹp. 1.600.000. Con lá nó rất là to chứ. 6 xăng. 1.600.000. Đây là giò mã số 1. Mã số 2 có giá là 1.600.000 luôn. 1 vòi. Đây đang có 1, 2, 3, 4. Bốn vòi luôn, là 5 vòi. 5 dưới bên đây là nó có 1, 2, 5 với 2 là 7. 7. Cây ngoài bìa này nó được 1, 2. 2 bờ hoa. Mã số 2 có giá là 1.600.000. Cây rất là đẹp của chú. Chiều 600.000, mã số 2. Mã số 3 có giá là 450.000 của chú. Đang có 4 vòi hoa. 1, 2, 3. Đang gọi là 4 vòi, đang có 1, 2, 3, 4, 5 cặp lá. Giờ mã số 3 này có giá là 450.000. Đây là ngọc điểm rừng nha cô chú. 450.000 mã số 3. Cặp lá rất là to nè, khoảng 6-7 xăng. 450.000. Giờ mã số 3. Đây giờ mã số 4 của chú. Có giá là 400. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cặp lá, 400.000. Con lá được 5 xăng. Cây rất là đẹp, cây này đang có 2 vòi hoa. Giá tiền của nó là 400. Mã số 4. Mã số 5 này có 4 vòi hoa của chú. Giá của nó là 300. Con lá rất là to. Cây rất là đẹp. Đang có 2 mầm nhú ra được như đây rồi. Và còn 2 mầm còn lại là nó mới nhú ra. 2 vòi hoa còn lại nó mới nhú ra thôi. 300.000. Giờ mã số 5. Giờ mã số 6 này có giá là 300 luôn cô chú. Nó đang có 3 vòi. 300.000. Giờ số 6. Giờ mã số 6 này có giá là 300. 300.000. Thank you.
Số 7 đang có 3 vào hoa luôn và giá của nó là 300 của chú. Mã số 7. Ba vòi hoa có 2 vòi và giá của nó là 300. Mã số 8, 2 vòi hoa nha cô chú, 300.000. Cây rất là đẹp. Đây là ngọc điểm rừng nha cô chú, 300.000. Mã số 8. Đây là mã số 9, như này nó có 3 vòi của chú, có giá tiền là 200. Mã số 9, 3 vòi hoa, 200.000. Mã số 10, 450, đang có 2 vòi hoa. Giờ này lá rất là to của chú, lá ngắn mà to, 7 xăng nè, bằng lá là 7 xăng nè. Mã số 10, 450. Giờ mã số 11 thì nó có 2 vòi hoa. Lỗ chú, mã số 11 có 1 vòi, giá của nó là 250. Đang có 1 vòi hoa, mã số 11. Rất là dài chú, một bên là khoảng 30 xăng, lá rất là dài. Mã số 11, 250. Mã số 12 này có 2 cây, có giá tiền là 300. Cây nhỏ này có 2 vòi nè, còn cây lớn này có 1 vòi và giá của nó là 300.000. Giờ mã số 12. Đây giờ mã số 12, mỗi bên là có 2 vòi, giá của nó là 300. Mã số 12, 300.000. Hai thân, 300.000. Giờ mã số 12. Mẫu số đây là giờ mã số 13 nha chú, 300.000. Mã số 13 có 2 thân. Mã số 14, 300. Một bên đây là 1 vòi, bên đây là 2 vòi. Giờ mã số 14, 300.000, 2 giò nha cô chú. Đây là mã số cuối cùng, mã số 15. Một bên là có 1, 2 vòi. Còn bên đây là nó có 2 vòi luôn cô chú. Mã số 15, 300 luôn.